Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam thứ hai ngày 29 tháng 4 năm 2024. Chiều hôm nay 28 tháng 4, Lộc miền Nam ở trên kênh nó về được cái con 34 ở trên đài Đà Lạt. Chúc mừng tất cả anh chị em. Còn theo mình dự đoán miền Nam ngày 29 tháng 4 trên đài thành phố Độc Lập và Cà Mau. Đài thành phố mình dự đoán cái cặp 68-86. Đài Đồng Tháp mình dự đoán cái cặp 67-76. Đài Cà Mau mình dự đoán cái cặp 46-64. Mọi người hãy tham khảo trong ngày 29 tháng 4. Chúc mọi người và anh chị em nhiều may mắn.